Đây là sầu riêng local, sầu riêng truyền thống của Thái Lan các bạn ơi, quá ngon các bạn ơi. Muối nó màu trắng các bạn ơi, cơm nó màu trắng. Thơm. Hàng thiệt. So, Tony chỉ pì lắm. Tony. Thế hả? Chỉ pì lắm. 20 years. Cái cây này là 20 năm đó các bạn. Mình đang ở ở cái đường này, ở bê tông. Mà đây là cái đường mà đi lên trên đi what is the tunnel name? Jan, what is tunnel? Tunnel name. Tunnel name, what is it? Pyramid. Hả? Pyramid hả? À, đây là cái khu vực mà đi lên trên cái đường hầm Ionic á, là dạng như là cái căn cứ cách mạng ngày xưa các bạn. Mà các bạn biết là ở trên ngay cái khu vực này nha, ở bê tông nha, và đặc biệt là vô khu vực này nha, chạy thẳng lên trên núi thôi. Hai bên đường người ta trồng sầu riêng quá trời các bạn ơi. Chỗ sầu riêng mà bây giờ ở Việt Nam của mình á, hôm nay là ngày 19 tháng 6, bây giờ ở Việt Nam của mình á là gần hết mùa sầu riêng. Còn ở bên Thái Lan á, hiện tại bây giờ là đang chuẩn bị vô mùa sầu riêng, mùa măng cụt với lại mùa chôm chôm. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã vô được cái chỗ này. Chỗ này là bán sầu riêng truyền thống là các bạn của Thái Lan nè. Ở trong nó cơm của nó màu trắng các bạn. À, 1 ký là tương đương với khoảng 45.000 các bạn. Khoảng 45.000 tiền Việt Nam của mình. Đó. Còn đây là sầu riêng thì nó bị mở hết trơn rồi. Đó. Ở đây ông chủ có hai loại, một loại là sầu riêng local của Thái Lan, một loại là Busan King. Busan King là sầu riêng của Malaysia đấy các bạn. Busan King 250. Là 250 một ký là tương đương với lại khoảng 6 7, vậy là 1 ký khoảng 7 đô la là tương đương với lại khoảng 150.000. Ở đây mua sang kinh đó là tương đương với khoảng 150.000 tiền Việt Nam của mình. Tiền mà Thái Lan đó là 140 nữa đi. Ringgit no 140 baht hả? No, 250. Tiền Thái là khoảng 2 mua sang kinh đó ở đây á. Tiền Thái Lan á là 250 baht một ký. 150 Việt Nam đồng. Còn cái sầu riêng local của Thái Lan á, this one how much đi? 60 là 60 baht Thái một ký. 60 baht Thái là tương đương với lại 50,000 là tương đương với khoảng 50.000 các bạn. Ồ, mà tao nói muối màu trắng các bạn ơi. Nó thơm, cái mùi nó dịu mà nó đậm, dễ chịu lắm luôn á. Rồi còn giờ mình ăn rồi nha. Không có quá ngọt các bạn. Sầu riêng này, cái cây này là 20 năm là nó không có quá ngọt. Mà cơm nó dày vừa phải, mà muối của nó màu trắng nha. Ở trên cái khu vực này hai bên đường người ta trồng sầu riêng nhiều lắm các bạn ơi. Người ta hả coi như là người ta cột dây lại á, cột dây trên cành á, mà mình đi qua đường mình cứ chụp hình, mình đứng mình chụp hình nữa các bạn. Mình dịnh với sầu riêng mình chụp hình á, trời nó đã ơi là đã. Mà người ta vẫn còn trồng thêm nha các bạn. Mình thấy là ở có những khu vực đó người ta vẫn còn đang ươm giống trồng thêm. Phải nói là đây là lần đầu tiên mà mình ăn sầu riêng mà cơm màu trắng các bạn. Ở đây á, các bạn biết là khí hậu của nó là khí hậu mát mẻ. Mà hồi nãy lúc mà mình đi trên cái khu căn cứ đó về á,
là bắt đầu trời mưa các bạn, mà mưa có tí xíu rồi cái nó tạnh, cái bắt đầu hả hơi nước á, cái hơi lạnh á nó móc lên. Trời ơi, mà hai vợ chồng của mình nó hả chạy nha, mà hả hơi lạnh nó phả vô mặt, tự nhiên là mình tưởng tượng mình mở cái cửa tủ, cái cửa tủ máy lạnh ra mà hơi lạnh nó phả vô mặt mình nha các bạn. Mà bắt đầu nó lạnh nha. Giờ thì bớt lạnh rồi, coi như là nhiệt độ lạnh nóng nó chỉ thay đổi trong vòng khoảng 2-3 phút vậy á. Mà nói chung sầu riêng này ngon quá. Quá ngon các bạn ơi. Sầu riêng á, mà ở đây á, mà cái loại nó giống nó ngon hay không thì mình biết. Tự vì hai bên đường á nha, người ta trồng á là những cái cây hả nó to mà nó cao các bạn. Cái thân cây á hả thì nó to mà nó xù xì là mình biết là phải lâu năm rồi. Ở đây á, đất nó ngộ lắm. Trên núi, trên núi mà cái địa hình đất á là dạng như là, mình nghĩ là chắc đất thịt á. À, rồi nước đó các bạn. Trời ơi, mình không ở đây hả, nó có một cái thác nước nữa, rồi nó có một cái suối nước nóng nữa. Bởi vì mình nghĩ cái địa hình này hết sức là tuyệt vời để trồng cái sầu riêng. Ăn xong sầu riêng này cái là mình ăn cơm. Hai chồng của mình đó là order một phần là tôm dăm với lại cái này là tôm riêng với lại cái hộp qua đậu bắp thai các bạn. Cái hộp đậu này ở Việt Nam mình không có tìm thấy luôn các bạn ơi, mình chỉ qua đây là mình thấy. Mà khu vực này á trồng rất là nhiều bắp thai hay sao á, có những đoạn mà mình chạy bên đường á, mình nghe cái mùi thơm thơm á, cái mình nói chồng mình là thơm cái mùi bắp thai á. Chồng mình kêu mình ăn cơm mà thôi. Để mình ăn sầu riêng trước đi. Trời ơi, cái này trời ơi, cái muối nó đắp bộ luôn các bạn ơi. Cái hộp này nè. Muối quá trời luôn. Ai da. ฝากถึงแฟนๆช่อง 3 ด้วยนะครับแฟนละครด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกกันได้อยู่นะครับยังตอนนี้ก็เรารับอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนผู้ชมดีได้ใกล้ๆกันนะครับว้าวงามเลยนะโอ้โหครับว่าชอบผลงานของมาโน่ได้หนักมากครับเพราะกับอะไรตัวเพราะอะไรนะครับโดย 3 มาตรร่วมสนุกได้เลยมันอังเกิลครับ đang ở Bê Tôn. Đây là một thị xã ở phía nam của nước Thái Lan. Có rất là nhiều điều thú vị ở đây. Khí hậu thì chill chill, tuyệt vời. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng lại video ở đây để mà mình ăn cơm các bạn. Hành giả của mình đang ăn cơm. Còn hai vợ chồng của mình á, chân thành cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video của hai tụi mình nha. Xin chào cùng lại, bye. Ừ.